Thầy phải tin là cái Ngọc nó bị oan ạ. Chỉ vì muốn giúp một bác bị móc túi nên nó mới đi học muộn đấy ạ. Mà nó có bị đánh cho tơi tả cô. Bây giờ thầy còn phạt nó nữa. Từ nay về sau bọn em làm gì dám làm việc tốt nữa ạ. Thầy vẫn không tin ạ. Có gì làm chứng không? Làm sao mà có bằng chứng được ạ? Tại vì đấy là ở bến xe mà. Chả nhẽ bây giờ bọn em còn phải selfie xong rồi đưa cho thầy xem. Bác ạ. My, có phải cháu nói vụ cô gái giúp người bị kẻ gian móc túi ở bến xe đúng không? Vâng ạ. Gần chỗ trường của thầy Duy dạy. Con cũng nghe bạn con nói thế. Thế cháu có ảnh của bạn ấy không? Cho bác xem. À, đây, bạn ấy đứng cạnh con đấy ạ. Ơ, đúng rồi. Đúng cô gái này rồi. Bác đi xe buýt bị kẻ gian nó móc túi. Chính bạn này đã giúp bác đấy. Ôi, thế ạ? Ừ. Ôi bác ơi, chỉ vì bạn ấy giúp bác mà bạn ấy đi học muộn. Xong rồi còn bị thầy Duy cho học lại nữa ạ. Duy. Khổ thân, tự nhiên bị vạ lây, lại còn bị kẻ cướp nó đánh nữa chứ. Không biết bạn ấy có làm sao không? Chân tay của bạn con thì vẫn không vấn đề gì ạ. Nhưng mà bạn con bị tổn thất về mặt tinh thần nhiều lắm ạ. Thôi, con phải về với Ngọc đây. Bác ở đây nói chuyện với thầy giúp con nhá. Con cũng đã làm đơn xin nghỉ việc rồi. Sao? Con cảm ơn bác thời gian vừa qua đã giúp đỡ con rất là nhiều ạ. Em cảm ơn thầy. Vì nhờ thầy mà em mới biết là người tốt vô cùng thiệt thòi ạ. Cho em xin cái điện thoại. Em cảm ơn. Này, tinh tế, giỏi giang, hoạt ngôn như cháu mà cũng phải câm nín như vậy à? Thì mấy cô gái bây giờ miệng lưỡi cứ như dao ấy. Thế nên cháu có dám yêu đâu. Hôm nào dẫn bác đến nhà cô bé đấy để bác cảm ơn. Nhớ chưa? Cái gì? Uầy, thầy đến đây làm gì nhá? Ngọc, ra đây. Thầy đến rồi đây này. Ê, có khi nào thầy đến tìm tao không nhở? Để tao đi ra. Này, mày bị chân anh hơn não à? Đây là nhà con Ngọc, thầy đến tìm Ngọc chứ tìm gì mày? Con kia đi ra đi. Ra mà nhận xin lỗi còn gì nữa. Bọn tao đứng đây cổ vũ thôi. Ồ, đi nhanh lên, đừng để idol của tao đợi. Hay có khi nào thầy tìm tao không? Không, tìm mày làm cái gì? Em chào thầy. Chào em. Thầy tìm em có việc gì ạ? Đằng nào thì em cũng học lại môn của thầy mà. Tôi... Tôi muốn đến để xin lỗi em và nói với em một chuyện. Thực sự ngày hôm đó may mà có em, nếu không không biết hậu quả sẽ như thế nào. Cảm ơn em. Hình như cảm ơn và xin lỗi không phải là thế mạnh của thầy. Em nghĩ tôi bất lịch sự như thế cơ à? Nhìn thầy lúc nào cũng quần là áo lượt, nguyên tắc thì cứng nhắc, nên nhìn thầy lúc nào trông cũng rất là lịch sự. Chỉ có điều cái cách mà thầy đối xử với phụ nữ ấy, thì không lịch sự cho lắm. Vẫn là cái chuyện phủi bỏ trách nhiệm gì đấy à? Tôi không có trách nhiệm phải thanh minh với em. Tôi chỉ muốn nói với em một điều. Khi mà chưa biết rõ chân tướng sự việc, đừng vội quy chụp rồi định kiến. Ê mày ơi, trông idol của tao có vẻ căng lắm. Nhìn con Ngọc cũng có khác gì gà trọi đâu. Khéo mà phải ra cứu ấy. Đúng. Hay là chúng mình phải đi ra luôn thôi. Nếu không là sức đầu mẻ chán cũng nên ý. Thôi, ai chả biết mày muốn ra gặp thầy. Làm cái tốt với bạn lắm ý. Đấy là mày nêu ra ý kiến trước á nhá. Thầy cũng đã biết vì sao em đến muộn rồi có đúng không ạ? Nhưng mà nếu thầy cảm thấy không thoải mái thì cũng không cần phải xóa án cho em đâu ạ. Con điên. Thầy thông cảm. Ngọc nó chưa ăn gì nên là máu lên não chậm, tư duy có hơi hạn chế á. Đúng rồi đấy thầy ạ. Thầy lúc nào cũng là idol của em. Thế nên là thầy đừng có phạt nó nhá. Nếu không, thầy sẽ mất hình tượng trong mắt của em đấy ạ. Hình tượng? Vâng. Cảm ơn em đã nhắc. Bây giờ tôi sẽ làm việc đúng với bổn phận và trách nhiệm của một người thầy. Buổi trước, Ngọc đi học muộn.
tiếp đến là sự việc ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều đã chứng kiến. Nếu tôi bỏ qua việc này sẽ là không công bằng với những bạn khác. Em cũng đã hiểu và xác định rồi mà thầy. Tốt, chào các em. Thầy ơi.